Hello, hello buổi tối anh chị em nha. Sớm giờ em đi về quê đi đám cho nên là không có quay xe. Thì sớm em mới vừa được về thêm một em vô đi rất là cộp luôn. Xe này là biển số ngay chủ, biển số ở Hậu Giang. Bánh treo bản đủ đời 2003. Xe này thì nói chung thì rất là cộp. Máy số gầm rất là êm. Ngày mơ em sẽ quay chi tiết nha. Nôn quá là sớm giờ chưa quay clip nào hết. Giờ quay cho anh em mình nhìn nè. Đó. Xe này thì nói chung thì khỏi chú chê, quá đẹp. Chỉ có mỗi tội đăng kiểm gần hết thôi. Ghế thì ghế da. Đó, cái da khá là mới nè, túp lô túp ly nỉ zin đó, vô lăng rất đẹp. Xe này không có taxi nha anh chị nha, bao cam kết với anh chị luôn, xe này là không taxi dịch vụ nha. Đó, vô ly này rất là cộp, máy số gầm rất là êm luôn nè anh chị, không đẹp không? Trần ở trên là lợp 5D, hai dàn lạnh nha anh chị nha. Đó, mời em sẽ quay chi tiết em xe này. Đó, nhìn cái da không biết là trong nỉ còn, ôi còn cái nỉ luôn nè anh chị ơi, còn nỉ luôn. Ôi ghê vậy, lợp cái này ra còn nỉ luôn nè anh chị nè, không sao điện thoại nó không có lấy nét ta, em lấy nét lại cái nè, ghế nỉ luôn anh chị không, nỉ ở trong luôn nè, đã chưa. Vậy là xe này là dàn ghế nỉ luôn nè, nỉ theo cái túp ly ở trong luôn nè anh chị, này hết nỉ nè, không nè con nè đó, còn cái cửa là nỉ nha ha, đẹp không đó, keo chỉ 100% luôn nha anh chị nha. Anh chị nhìn nè, keo chỉ nè, logo tem bọng đó nè đó, tem bọng nó ngày xưa tới giờ đó, keo chỉ nè 100% luôn anh chị không, cộp không? Cặp như thế này em bán có 108 triệu thôi. Chỉ 108 triệu anh em có Jolly 203 7 8 chỗ ngồi luôn, hai dàn lạnh luôn. Chạy vi bung mồ hôi luôn không? Nguyên dàn ghế nỉ nè, túp lô túp ly nỉ nè, còn gì bằng. Đó. Lớp vỏ mâm cũng còn khá, vỏ dày cui à. Gầm siêu đẹp luôn nha. Nãy gầm em mới coi gầm. Đẹp cực kỳ chưa? Đó. Tới cái phần gầm bên đây ha anh chị ha. Đẹp không? Quá đẹp luôn, cái gầm cực kỳ đẹp luôn. Bốn lớp vỏ ok hết trơn luôn nè anh chị ha. Xe này khỏi chê rồi. 203 bánh treo bản đủ mà. Quá đẹp. Đó, ngày mai sẽ lên sóng chi tiết em xe này. Thì giá muốn bán là chỉ 108 triệu thôi. Là anh em có xe đẹp ngay chủ rồi, đợi 203 chạy rồi ha. Giá kẻ thu xe máy nữa. Anh em nào yêu thì cứ alo em nha. Cảm ơn em mình nhiều. Chúc anh em ngủ ngon nha.